Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Ba, 28 tháng 9 năm 2021, giờ này của chúng tôi là hơn 9 giờ tối. Sau 10 ngày, 11 ngày đó, vắng mặt tại vì cái lý do sức khỏe đó, thì hôm nay tôi xin được trở lại với lại cái tiết mục giải ảo thời sự của chúng ta. Và tôi xin cảm ơn rất nhiều người quan tâm theo dõi. Không hiểu tại sao mà tôi lại ngưng như vậy và nghĩ rằng là, và tôi cũng giải thích rằng là vì lý do sức khỏe. Và hôm qua thứ Hai đó thì tôi có đi khám bác sĩ từ đầu đến cuối hết, thì đây là ông bác sĩ nói tôi không có bệnh tật gì hết, thử máu, thử nước tiểu, thử đủ thứ hết, và nhịp tim đập lại rất chậm so với lại cái tuổi của tôi. Chỉ có một vấn đề thôi, ăn ít, ngủ ít, cơ thể nó thiếu chất bổ. Và ông ấy nói rằng là tôi phải đổi lại cái cách sống và làm việc. Và tôi cũng hiểu như vậy. Và vì vậy đó là tôi cố gắng trong suốt cái ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, tôi thay đổi cái cách sống, cái cách làm việc ở kia. Và tôi mong rằng là sẽ duy trì được cái nhịp độ mới và có thể tiếp tục thực hiện những cái chương trình giải ảo thời sự cho chúng ta. Và tôi cũng phải nói thêm rằng là khi tôi thực hiện những cái chương trình này đó, tôi không trông đợi. Và thực tế đó không có. Kiếm ra tiền thế này thế kia. Và cái đó nó là hoàn toàn là ở cái sự tâm nguyện. Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có được một số những cái hiểu biết, một cái số những cái kiến thức mình chia sẻ với người khác đó, thì đây cũng là một cái việc thiện, một cái việc tử tế. Nó xuất phát từ cái tinh thần của chúng ta. Nếu mình có được những gì mà người khác không có, mà mình chia sẻ với người khác đó, thì cái đó nó là một cái điều tốt. Thì tôi cố gắng, tôi làm như vậy. Và bây giờ đó là sau gần 3 phút đó, thì tôi xin đề cập lại đến một cái vấn đề lớn. Và tôi nghĩ rằng là nó là cái sự vận hành của kinh tế toàn cầu và những cái trường hợp thăng giá lên xuống của các đại cường. Nó là một cái hiện tượng nó khá mới lạ trong khoảng 10.000 năm, trong khoảng 1.000.000 năm sinh hoạt của con người, của các cái xã hội hay là các cái quốc gia. Chứ đó, nó là một cái hiện tượng khá mới thôi. Và tôi xin khởi sự từ Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã giành lại độc lập từ những năm 1776 cho đến 1789. Nhưng mà sau đó, nó phải trải qua rất nhiều những cái thăng trầm để thành hình như là một quốc gia. Và cái quốc gia đó, nếu mà nhìn ngược lại từ cái nơi xuất phát ra những người đầu tiên, những người di dân đầu tiên đó là từ Âu Châu đó, mà đã thành lập lại nước Mỹ đó, thì Âu Châu đó gồm những quốc gia đó thực sự phải nói rằng là đã phát triển, những quốc gia tiên tiến. Và nước Mỹ lúc đó là vẫn còn là nước, một quốc gia chưa phát triển, thực tế ra đó là vẫn còn chậm tiến nữa. Và cái mốc thời gian đó cho thấy chuyện đó chính là cái trận nội chiến của nước Mỹ trong năm 1865. Sau đó đến 10 năm, nước Mỹ mới bắt đầu đi vào cái tiến trình mà sau này chúng ta gọi là công nghiệp hóa hay là kỹ nghệ hóa. Trong khi đó các nước Âu Châu đó đã đi sớm hơn nhiều lắm rồi. Chúng ta nhớ đến cả một cái giai đoạn mấy trăm năm đó, Âu Châu các quốc gia đó đã
kỹ nghệ hóa, có những cái võ khí càng ngày càng tiến bộ hơn và chém giết, bắn giết nhau đúng tung như vậy. Và trong lúc đó là nước Mỹ đó, là mới bắt đầu từ 13 cái tiểu bang ở miền Đông phát triển dần dần đi vào miền Tây, vượt qua dạng Appalachian, rồi nối kết với lại 6 cái dòng sông trong một cái khu vực rộng lớn đó. Và tôi muốn nói rằng là cái đó là cái địa dư hình thể của nước Mỹ, nó giúp cho nước Mỹ trở thành một cái cường quốc. Nhưng mà cái lịch sử của nước Mỹ thì còn quá mỏng, thành ra nước Mỹ hay hồ đồ và lao vào những cái trận chiến mà không hiểu gì cả. Cái đó tôi đã đề cập đến nhiều lần. Kỳ này đó, mình chỉ có nói đến cái chuyện thuần túy về kinh tế để chúng ta hiểu ra cái sự vận hành của các quốc gia trong giai đoạn thăng giáng lên xuống. Thì khi đó, đó Hoa Kỳ sau cái trận nội chiến cỡ chừng một chục năm mới bắt đầu đi vào cái tiến trình công nghiệp hóa hoặc là kỹ nghệ hóa, và coi chúng ta lấy một cái thời điểm cho nó dễ nhớ, con số tròn cỡ chừng năm 1890. Và lúc đó thì nước Mỹ bắt đầu tìm cách sản xuất ra những cái phẩm vật mà tương đối rẻ nhờ nhân công rẻ. Và những cái phẩm vật đó, đó cũng không có gì nó là tinh vi cả, là tại vì nó mới vào cái thời kỳ phôi thai của cái nền sản xuất kỹ nghệ. Và thưa quý vị và các bạn, sản xuất xong đó bán cho ai? Bán cho các nước tiên tiến Âu Châu. Các nước Âu Châu lúc đó so với lại nước Mỹ đó là các quốc gia tiên tiến, và nước Mỹ đó là đã kỹ nghệ hóa nhờ bán hàng rẻ và nhờ xuất cảng cho một cái thị trường giàu có hơn. Thưa quý vị và các bạn, cái đó, đó nó là một cái quy luật. Chúng ta sẽ còn thấy tái diễn những trường hợp đó, tương tự đó, nó như vậy đó. Là tại vì mình cố gắng gọi là vặt mũi bỏ mồm, cố gắng làm thế nào mà sản xuất ra được càng nhiều phẩm vật càng hay, là tại vì tổng số phẩm vật đó đó, đó nó tạo ra công ăn việc làm cho người dân của mình. Nhưng mà sản xuất ra quá nhiều so với lại cái nhu cầu hay cái khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa, thì những nước mới bắt đầu phát triển đó đều tìm cách sản xuất ra càng nhiều sản phẩm càng hay, càng rẻ càng hay. Và thưa quý vị, lúc đó mặc nhiên lệ thuộc vào cái thị trường nhập khẩu, thị trường sẽ mua những cái sản phẩm của mình. Và Hoa Kỳ thời đó, đó lệ thuộc vào thị trường của Âu Châu. Chúng ta nhớ lại cái chuyện đó thì khi đó, đó mình mới thấy rằng là từ năm, tôi nghĩ tôi vừa mới nhắc đến hồi nãy, tôi nói là lấy một con số tròn đó là 1890 cho nó dễ nhớ. Cái biến cố mà nó chấm dứt cái tiến trình kỹ nghệ hóa sản xuất và bán hàng cho một khối kinh tế gọi là tiên tiến hơn đó, họ mua hàng của mình là khối kinh tế tiên tiến đó, thưa quý vị và các bạn, nó là Âu Châu. Thì cái gì nó làm thay đổi chuyện đó, thưa quý vị và các bạn? Đó là đệ nhất thế chiến ở tại Âu Châu. Thị trường tiêu thụ những sản phẩm rẻ tiền của Mỹ đó, thị trường đó đã bị tan tành bởi đệ nhất thế chiến từ những năm 1914, 1918, 19.
Tôi lấy cái con số tròn để chúng ta dễ nhớ. Mỹ khởi sự kỹ nghệ hóa 1890. Âu Châu đó đã tan tành vì đệ nhất thế chiến năm 1920. Hậu quả đó là nước Mỹ tập trung cố gắng sản xuất rất nhiều để bán cho Âu Châu và lấy tiền của Âu Châu đó, đó xây dựng cái nền kinh tế gọi là tiên tiến về sau của mình. Nhưng mà từ 1890 cho đến 1920 đó, đó sức vươn lên của nước Mỹ đó, đó bị gãy gục. 1920 là tại vì cái thị trường chính của nước Mỹ là Âu Châu đó tan nát. Tức là khi mà chúng ta sản xuất càng nhiều càng rẻ càng hay để chúng ta xuất cảng đó thì chúng ta lệ thuộc vào các quốc gia nhập cảng. Những quốc gia mà nhập khẩu hàng hóa của mình đó, họ trở thành chủ nợ, chủ hàng của mình. Bây giờ cái quốc gia đó nó tan tành đó đó thì cái đó là chết. 1920 đó đó, kinh tế Mỹ bắt đầu bị cái đó. Lúc mà dồn dập đi lên đó, thì cuối cùng đó, 10 năm sau, 1929-1930, nước Mỹ rơi vào cái vụ tổng khủng hoảng. Rồi, đối phó với cái đó hay dở ra làm sao? Có những cái quyết định đó, đó là sai lầm nó như thế nào? Nó là cái chuyện nó đã qua rồi. Nhưng mà tôi muốn nhìn đến cái sự vận hành của nền kinh tế toàn cầu theo cái chiều hướng đó chúng ta nhìn thấy. Nó rộng đến như vậy đó. Và cuối cùng, kinh tế Mỹ đó rơi vào khủng hoảng. Rơi vào khủng hoảng thì làm sao? Không có tan tành. Những người ta cứ nói rằng là ở tư bản chủ nghĩa tan tành là kia chuyện tổng khủng hoảng. Cái chuyện đó là tại vì người ta không hiểu gì cả. Chúng ta phải nhìn xa hơn một chút nữa. Và tôi cố gắng trong cái chương trình nối tiếp sau một giai đoạn 10 ngày đó vắng mặt thì tôi bảo trình bày lại chuyện đó là như vậy. Thì Mỹ bảo là như vậy thì tức là từ những năm 1890 cho đến 1930 là cao điểm của cái vụ khủng hoảng của nước Mỹ. Chúng ta thấy sao hình như nó có mấy chục năm nó như vậy. Thì đó là một cái trường hợp đầu tiên hết 13 phút. Cái trường hợp thứ nhì, thưa quý vị và các bạn, chính là nước Nhật. Một đế quốc hung hăng tưởng rằng là có thể chinh phục được những cái nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho cái nền kinh tế ở tại một khu vực địa dư hình thể rất là khó sống. Bốn cái đảo lớn chia cách bởi núi rừng và rất nhiều núi lửa, thì họ phải đi chinh phục cái nguồn cung cấp đó. Và cuối cùng đó là họ trở thành một đế quốc và bị đánh gục trong Thế chiến thứ hai năm 1945. Và lúc đó đó thì nước Nhật mới bắt đầu phải xoay ngược lại, không thể nào đi theo những cái con đường gọi là chinh phục bằng quân sự được, đi tìm cái giải pháp khác. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhớ lại 1945, nước Nhật bị bại trận vào tháng 8. Thế rồi làm sao? Lúc đó nước Nhật đó tàn tạ, kiệt quệ, nghèo khốn. Nhưng mà nó có một cái cuộc chiến bất ngờ nó xảy ra ở bên cạnh nước Nhật. Đó là cuộc chiến tranh Cao Ly trong những năm 1950-1953. Và lúc đó Hoa Kỳ phải tham dự vào cái cuộc chiến đó. Mà nhiều khi cũng vẫn chưa hiểu phải giải quyết cái chuyện đó nó như thế nào. Thì bây giờ làm thế nào từ lãnh thổ của nước Mỹ đem những cái dụng cụ võ khí thì đã đành rồi, nhưng mà còn biết bao nhiêu thứ khác ra làm sao? Giải quyết không được.
Thưa quý vị và các bạn, đấy là cơ hội cho nước Nhật có thể tái thiết và phát triển. Một cái thí dụ điển hình mà nó làm cho nhiều người Mỹ thời này đó ngớ ngẩn không hiểu gì cả. Lúc đó nước Mỹ đi tìm một cái hãng rất nhỏ chế tạo xe hơi và chế tạo xe vận tải rẻ tiền, dễ sử dụng trong cái cuộc chiến tranh cao ly đó. Cái hãng đó, thưa quý vị và các bạn, đó là hãng Toyota, và sau này đó làm cho nền kinh tế Mỹ khốn đốn. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta cũng lấy cái thời điểm coi như là 1950-1960, và thời đó, những cái sản phẩm do nước Nhật chế tạo Made in Japan đó, là loại rẻ tiền so với lại những sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy. Thí dụ như Made in France hoặc là Made in USA. Nhưng mà nước Nhật đã vươn lên từ chỗ đó. Và vươn lên như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, cũng bằng cách sản xuất ra càng nhiều phẩm vật càng hay với cái giá rất rẻ. Và chiến lược gọi là phát triển kinh tế của nước Nhật lúc đó được chính quyền Nhật Bản trong cái giai đoạn tái thiết và phát triển sau đệ nhị thế chiến hỗ trợ các cái doanh nghiệp của tư nhân, được các cái ngân hàng cũng của tư nhân, căn cứ trên cái sự khuyến khích của chính quyền của nhà nước kết hợp với nhau để có thể giúp cho Nhật Bản đó thành một cái nền kinh tế lớn chuyên sản xuất những cái loại phẩm vật rẻ tiền. Và sản xuất như vậy đó, bán cho ai? Xuất cảng ra ngoài. Chủ yếu đó, thưa quý vị và các bạn, lại xuất cảng ra cho một cái thị trường giàu có hơn. Đó là thị trường Hoa Kỳ. Nhật bán hàng qua Mỹ và lệ thuộc vào nền kinh tế Mỹ y hệt như là trước đó 50-60 năm Mỹ bán hàng qua Âu Châu, lệ thuộc vào kinh tế của Âu Châu. Cho đến khi kinh tế của Âu Châu bị kiệt quệ vì đệ nhất thế chiến, đó là kinh tế của nước Mỹ lúc đó là cũng bị tầng khủng hoảng, thì Nhật Bản cũng gặp một cái trường hợp tương tự như vậy. Cho đến khi dồn sức lại đầu tư phát triển kia từ những năm 1960, thì cỡ chừng ít lâu sau rồi, Nhật Bản đã cũng lại thổi lên bong bóng đầu cơ, trái bóng bị bể. Và nước Nhật đó là từ những năm 91 trở về sau đó đã đi qua mấy chục năm liền kinh tế bị suy trầm, thậm chí suy thoái trong mười mấy năm đó, 7 lần bị suy trầm như vậy. Và nước Nhật đó là tại làm sao? Các nền kinh tế có thể sợ tiêu thụ những cái sản phẩm của Nhật đó cũng lại có vấn đề, y hệt như là cái nền kinh tế Âu Châu có vấn đề vì cái đệ nhất thế chiến, thì các cái nền kinh tế tiên tiến kia cũng vậy, cũng bắt đầu có những cái vấn đề trong nội tình của họ. Và cái đó nó đưa đến một cái vụ khủng hoảng cho nước Nhật từ những năm 91-93 cho đến gần đây, cho đến sau này. Thì lúc đó, thưa quý vị và các bạn, lại có một cái nền kinh tế khác bắt đầu xuất hiện. Xuất hiện chọn một cái thời điểm cho nên dễ nhớ, 1980, sau khi Mao Trạch Đông chết 1976, Đặng Tiểu Bình nó ra mới cố gắng tiến hành cải cách và cởi mở từ tháng 12 năm 1978, thực sự ra là chỉ có thực hiện 1979-80 thôi. Và cuối cùng đó cũng lại đi vào một cái tiến trình đó. Làm sao
sản xuất được tối đa với cái giá tối thiểu nhờ nhân công rẻ và trở thành một cái nền kinh tế làm gia công cho thiên hạ. Đó là Trung Cộng đã khởi sự, đó là như vậy. Làm gia công cho thiên hạ tức là lệ thuộc vào cái thị trường nhập cảng hàng hóa của họ. Nhưng mà năm 2008, chúng ta nhớ 1978, lúc mà Đặng Tiểu Bình tiến hành quyết định đó, như vậy đó, 2008 đó, các cái nền kinh tế có thể tiêu thụ hàng hóa của Trung Cộng đó đã bị một cái vụ khủng hoảng tài chính, rồi nạn tổng suy trầm 2008-2009. Và đó cái nền kinh tế của Trung Cộng đó đã vươn lên sản xuất hàng rẻ, sau đó đó là tìm cách tiến lên một cái trình độ sản xuất cao hơn với lại những cái thuật lý hoặc là công nghệ tiên tiến hơn, và thậm chí lại còn có tham vọng rằng là bắt kịp và thay thế Hoa Kỳ. Chuyện đó nó không có. Và từ những năm 2008-2010 cho đến bây giờ, là trong vòng 10 năm vừa rồi đó, kinh tế của Trung Cộng hết có được cái đà tăng trưởng cỡ chừng 10% trong vòng mấy chục năm về trước, y hệt như là Nhật Bản cũng đã có lúc có cái đà tăng trưởng 10% trong mấy chục năm cho đến khi bị gục trong những năm 91, 92, 93 trở về sau. Trung Cộng cũng y hệt như vậy nữa. Thì khi chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành như vậy thì chúng ta thấy rằng là quốc gia nào cũng mơ ước gọi là thu ngắn giai đoạn để có thể đi vào cái tiến trình công nghiệp hóa hay là kỹ nghệ hóa và đi bước đầu sản xuất ra hàng rẻ tiền càng nhiều càng hay, và sản xuất ra đó nhiều đến như vậy đó thì phải xuất cảng ra ngoài, bán ra ngoài. Nhưng mà thị trường ở bên ngoài đó mà mua hàng của mình nó có vấn đề, đó là trong nội tình của mình là bị khủng hoảng. Và chính là cái cuộc khủng hoảng đó nó đặt ra những cái bài toán mới và người ta phải đi tìm những cái giải pháp mới. Thì tôi xin kết thúc nó như thế này. Tôi lấy cho ba thí dụ tại vì nó nổi bật nhất và nó gần gũi với lại cái trí nhớ của chúng ta, nước Mỹ, nước Nhật và Trung Cộng. Và tôi nói rằng nước Mỹ đó là bị khủng hoảng, nhưng mà chính là nhờ cái vụ khủng hoảng đó mà phải đi tìm giải pháp khác và đi vào một cái tiến trình phát triển cao hơn. Thay vì rằng là sản xuất hàng nhiều và rẻ thì sản xuất ra những cái hàng hiếm mà đắt hơn. Nước Nhật cũng y hệt như vậy nữa. Và thì bây giờ là đến lượt Trung Cộng. Cái điều nó khác nó là như thế này, và đây là cái kết luận của tôi. Hoa Kỳ đi vào cái tiến trình đó khi đã là một chế độ dân chủ, và chính là những người đại diện của người dân đó lên lãnh đạo có thể rằng lại đi tìm những giải pháp khác. Và các cái doanh nghiệp của nước Mỹ cũng vậy nữa, là có quyền tự do sáng tạo. Thì họ thấy rằng họ lầm, họ đi vào một cái giải pháp khác. Cũng giống như trước đây trong những năm 80 mấy, nước Mỹ đó là đã có một cái phong trào ghét Nhật, chống nước Nhật, là thậm chí có những ông dân biểu còn treo cái xe hơi của Nhật, xe Toyota, đập phá nọ kia. Tại vì thấy nước Nhật là bán hàng cho Mỹ nhiều quá rồi, coi là làm chủ rất nhiều doanh nghiệp, hay là rất nhiều cơ sở kinh doanh của nước Mỹ, sau đó nước Nhật sập. Chúng ta nhìn thấy cái chuyện nó như vậy. Thì bây giờ đó cũng nhiều người cũng nói là Trung Cộng là như vậy, nhưng mà nó khác. Trung Cộng là một cái chế độ độc tài, chuyên trị về cái nghề ăn cắp, khác hẳn với lại hai cái trường hợp tôi có trình bày trước đó, là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thành thử ra đó, trong những cái giai đoạn mà suy bại chúng ta đang chứng kiến đó, thì chúng ta thấy rằng là khủng hoảng về kinh tế nó dẫn đến khủng hoảng về xã hội, và
Và khủng hoảng về xã hội nó đã dẫn đến khủng hoảng về chính trị. Chúng ta không biết và tôi không tin lắm rằng là từ đó đó là Trung Cộng có thể thoát xác và chấp nhận một số những cái quy luật về cái nền kinh tế cởi mở và một cái nền chính trị dân chủ. Tôi nghĩ rằng lê đồ nó khó tin lắm. Trừ phi nước Tàu có loạn. Nước Nhật đã gặp những trường hợp đó như vậy trong những năm 90 mấy, chính quyền đổ liên tục từ 1993 sau khi cái đảng gọi là tự do dân chủ đã cầm quyền từ 1955 cho đến 1993 sập. Nhưng mà nước Nhật đã không có loạn, không có nội chiến vì cái đó. Trường hợp của Trung Cộng nó khó hơn. Và tôi nghĩ rằng là tôi cứ hay nói đùa là nương khi nước toàn có lậu là nước Tàu có loạn đó, đó. Họ có thể họ sẽ khủng hoảng. Thì lúc đó chúng ta nhìn chung quanh, chưa biết nền kinh tế nào, có thể Nhật Bản, hoặc là có thể Brazil, hoặc là có thể Turkey, sẽ lại đi theo cái tiến trình trước đó của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Trung Cộng, để lại đi vào chương trình kỹ nghệ hóa sản xuất tối đa với lại phẩm vật rất rẻ để bán cho các cái nơi khác. Thì cái đó nó làm cái hiện tượng gọi là kinh tế toàn cầu chúng ta chưa biết được. Nhưng mà ít ra ba cái bài học vừa rồi của Nhật Bản ở giữa, Hoa Kỳ ở trước đó và Trung Cộng ngay bây giờ đó, nó làm cho chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Và nếu mà mình hiểu ra cái sự thăng trầm, thăng là lên, trầm là xuống, thì chúng ta bớt được cái sự chủ quan, kiêu căng của những cái đám lãnh đạo Bắc Kinh bây giờ, nghĩ rằng là mình mới lại phát minh ra trái đất, mình mới lại tạo ra mặt trời này thế kia. Cái sự lếu láo của những cái đứa đi sau, nhất là của một cái nền văn hóa tự cao tự đại, một cái nền kỹ thuật đó là tự ti mặc cảm, kỹ thuật của cái kỹ thuật ăn cắp. Thì cái đó thì tôi cho rằng là trước khi chúng ta thấy một cái cường quốc nào đó có thể thay thế được, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái sự rụng rã của một cái cường quốc hung hăng với một cái nền kinh tế đó có quá nhiều nhược điểm ở bên trong, đó là kinh tế của Trung Cộng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn trong cái phần đầu của cái tiết mục giải ảo thời sự ngày hôm nay.